Dạ Vũ chào cả nhà, hôm nay Vũ lại cùng với mấy anh em trong từ nhóm từ thiện họ đạo Cao Đài thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa anh Trần Văn Trú 43 tuổi tại khu phố 2 phường 5 thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của anh về nơi yên nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà ơi, đừng quên khi xem cho Vũ và mấy anh em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của anh được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.